Với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thành phố, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, hội, đoàn thể, gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc người cao tuổi. Thực hiện công văn của Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi từ tháng 3 năm 2022, thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp với các ban đại diện Hội Người Cao Tuổi và các sở ban ngành liên quan đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và thông điệp của Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi, kết hợp với các triển khai tuyên truyền luật Người Cao Tuổi, nghị quyết Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, thực hiện mức trợ cấp cho người cao tuổi cao hơn 15% so với mức trung ương quy định, vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho người cao tuổi trong ngày Người Cao Tuổi Việt Nam và ngày Thương binh Liệt sĩ. Đà Nẵng là một những địa phương mà cái công tác chăm sóc phát huy người cao tuổi và cái xây dựng tổ chức hội người cao tuổi được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm rất là đáng kể. Mang lại cái thực chất là thực hiện những cái quy định về bổ trợ xã hội người cao tuổi là thực hiện rất nghiêm túc. Khi mà ban hành cái Tháng Hành động của Việt Nam á, thì triển khai ngay những hoạt động gắn với hoạt động chăm lo người cao tuổi, chăm sóc phát huy người cao tuổi trong dịp Tết âm lịch. Tiếp đến là những hoạt động chăm sóc phát huy để tiến đến thời điểm cao điểm là ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Do là hai năm 2020, 2021 là dịch bệnh, hoạt động này không được diễn ra, năm nay diễn ra rất là mạnh mẽ, rất là hoành tráng và rất là có tạo ra cái hoạt động rất là sâu nổi. Trong đợt cao điểm Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi sắp đến, các cấp chính quyền, các ngành đoàn thể, Hội Người Cao Tuổi thành phố sẽ thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, khám tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi. Nhân cái Tháng Hành động Người Cao Tuổi, thì hiện nay coi như thường trực hội của những bên người cao tuổi phường Bình Thuận đã lên kế hoạch vào ngày 28/9 sẽ tổ chức khám miễn phí cho toàn bộ hội viên người cao tuổi. Và cái thứ hai là chào mừng cái ngày nhân ngày Tháng Hành động Người Cao Tuổi thì câu lạc bộ cựu chiến binh hiện nay chúng tôi cũng đã tập luyện và sẽ ra mắt chương trình vào cái ngày đó. Và thứ ba là rà soát hết toàn bộ các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để chúng tôi đề xuất tham mưu hỗ trợ cho những hội viên đó. Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của người cao tuổi ở thành phố Đà Nẵng ngày càng được nâng cao, góp phần động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục đóng góp cống hiến cho cộng đồng xã hội.